Đông Nhi hiếm hoi, đu trend, biến hình nhưng đây mới là nhân vật chiếm spotlight. Đông Nhi làm clip, đu trend nhưng nhân vật này mới là điểm nhấn. Ngày nay, nhiều nghệ sĩ lựa chọn cách đu trend, biến hình trên TikTok với mục đích quảng bá sản phẩm âm nhạc mới. Trang phục make-up được đầu tư cùng những xuất chuyển cảnh mượt mà đã khiến những clip đu trend dễ dàng tiếp cận khán giả. Nắm bắt được xu hướng, Đông Nhi mới đây cũng đã có màn biến hình thu hút sự chú ý. Trong clip, nữ ca sĩ từ một cô gái lem luốc bỗng chốc trở thành mỹ nhân xinh đẹp. Thần thái hút hồn chính là điểm cộng lớn giúp cho clip của Đông Nhi đạt gần 1 triệu lượt xem sau khoảng thời gian ngắn đăng tải. Để mỗi clip biến hình thành công đôi lúc cần đòi hỏi đội ngũ hùng hậu, hỗ trợ nhiệt tình cho nhân vật chính. Với Đông Nhi cũng không ngoại lệ. Nhưng qua clip hậu trường, nhiều netizen lại để ý đến một nhân vật khác, chính là bé Winnie, con gái Đông Nhi. Trong lúc Đông Nhi đang quay, bé Winnie đã cùng những cô chú xung quanh tung hoa để hỗ trợ mẹ biến hình. Thậm chí khi đã hoàn thành xong mọi thứ, nhóc tì còn chủ động nhặt những lá hoa vương vãi trên nền nhà. Netizen xem xong dành bảo lời khen cho con gái nhà Đông Nhi. Một số bình luận của cộng đồng mạng: Winnie đáng yêu quá trời, còn nhỏ nhưng có ý thức quá, trộm vía sau này lớn lên nối nghiệp mẹ nè. Mình xem clip chắc cũng thấy được ở nhà mẹ phải dạy dỗ thế nào nên ra ngoài bé mới ngoan như vậy. Con của sao việc quá dễ thương đi, 10 điểm cho Ni nhé. Trước đó ít hôm, Winnie cũng nhận được nhiều lời khen khi phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Qua những hành động này có thể thấy được cách dạy con điểm 10 của Đông Nhi khi ở nhà, giúp bé có những nhận thức tốt. Bé Winnie sở hữu lượng fan đông đảo không thua kém Đông Nhi, ông cao thắng trên mạng xã hội.